Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Hugo Quỳnh. Hôm nay Hugo sẽ cùng các bạn tiếp tục vượt cái thử thách giới hạn đầu bếp điên, ải thứ 5 trong cái series thử thách giới hạn lần này nhé. Ải 5, kỵ sĩ bóng đêm. Boss của ải này là con hiệp sĩ địa ngục, con cung thủ sát sống và con lính canh sát sống. Nói chung là thì tụi này là tầm xa. Con này thì nó có thể là máu nó hơi trâu một xí nha các bạn. Hiệp sĩ địa ngục thì các bạn lưu ý giúp mình là nó hồi sinh 2 lượt. Nhưng mà cái lượt hồi sinh sau của nó là thường là cái sát thương nó sẽ rất là lớn ha. Rồi, yêu cầu là không được chích quá một anh hùng. Sử dụng vua bếp và sử dụng người canh gác. Ok, bắt đầu thôi. Rồi, cái ải này thì IGG nó cho mình sẵn hai con tướng mình sẽ diệt. Mình chọn thêm ba con thôi. Mình sẽ chọn con hoa tiên để hồi máu, con hiệp sĩ hoa hồng. Và một vị trí kia mình sẽ chọn con tầm xa đi. Ở săn thú nha các bạn. Ok, triển khai. Ôi, ải thứ nhất thì nó có những con lính canh và những con cung thủ. Nói chung thì cái ải này nó cũng tương đối thôi các bạn, không khó lắm nha. Tụi nó đông cho nên là nó cấu máu mình rất là nhiều luôn. Vua bếp nè. Họ tiền hồi máu lên. Thợ săn thú, con nào ít máu cứ nẻ vô đầu con đó mà bắn thôi. Rồi. Màn thứ hai, nó đông con lính canh hơn, mình sẽ bắn chéo bên đây nè. Đó, để cho lính canh bị thương nhiều nhất có thể. Vua bếp nè. Thả một cái đơn mưa thiên thạch từ trên trời nè. Đấy. Người cày hồi máu lên qua tiên ngôi. Ở săn thú, con nào ít máu các bạn bắn con đó. Tiếp đến là con vua bếp nữa nè. Rồi bây giờ các bạn đừng dùng ulti nữa ha. Bạn chừa cho nó hồi lại full ulti cho mình. Rồi xong. Bạn thứ ba, hiệp sĩ địa ngục xuất hiện rồi. Mình sẽ dùng con hiệp sĩ hoa hồng choáng nó trước nè. Các bạn lưu ý cho mình nha, nó càng đánh càng mạnh á. Cho nên là các bạn phải kỹ hồi máu lên trước. Bất động nữa nè. Đó. Chuẩn bị choáng nó nè. Đấy. Thì thợ săn thú các bạn nẻ chứ vô. Đó. Một phát một là đai luôn. Đây. Chuẩn bị nó hồi sinh lên lại. Hiệp sĩ hoa hồng. Gây choáng nó. Nó vừa hồi sinh lên thì các bạn choáng nó liền. Tiếp đến là hồi máu lên. Thợ săn thú các bạn bắn vô nó. Đấy, chết rồi. Diễn quân. Diễn quân thì các bạn sẽ dùng con người cây bất động nó trước nè. Tiếp đến là ulti đến từ con vua bếp gây choáng cho nó trong một giây ha. Thời gian nó choáng đó các bạn canh hiệp sĩ hoa hồng. Hiệp sĩ hoa hồng sẽ làm choáng nó tiếp tục. Ây da. Thợ săn thú nẻ ngay cái đầu nó mà bắn. Hồi máu lên qua tiên. Ui, rất là kịp thời luôn các bạn. Bất động của người cây tiếp. Choáng của hiệp sĩ hoa hồng. Đấy. Rồi, nó vẫn còn một lần hồi sinh nữa. Các bạn vừa hồi sinh các bạn lấy kêu của vua bếp ra nha. Choáng nó nữa nè. Cái lần hồi sinh sau này cái sát thương của nó lớn lắm nha các bạn. Dùng kêu liên tục lên đó. Ây, chết một con rồi. Hồi máu lên qua tiên, hồi máu lên qua tiên. Rồi. Thành công vượt ải rồi các bạn ơi. Ôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, ải thứ 6 và cũng là ải cuối cùng trong cái series thử thách giới hạn lần này nhé. Bye.